Vũ Nhân kính chào quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, hôm nay thứ Bảy ngày 13 tháng 5, đáp lời kêu gọi của ban đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Bắc Cali, rất đông đại diện các hội đoàn, nhân sĩ, đồng hương đã đến tham dự một buổi họp khoáng đại để cùng nhau tìm ra phương thức ngăn chặn dự luật AB22 vừa thông qua quốc hội của Hạ viện tiểu bang California vào ngày 8 tháng 5 năm 2017. Dự luật này cho phép các cán bộ cộng sản được quyền xin vào làm việc tại các cơ quan chính quyền của tiểu bang California. Thưa quý vị, Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn và rất nhiều dân biểu tiểu bang đã mạnh dạn phản đối dự luật này nhưng không đạt được kết quả. Ngày hôm nay, chúng tôi kính mời toàn thể quý vị tới đây để chúng ta cùng nhau thảo luận, tìm ra một cái phương án để chúng ta ngăn chặn cái dự luật này được đưa lên Thượng viện. Ta làm thế nào mà chân nước được cái việc này ngay từ trong ủy ban điều chế, cái bước đầu tiên thì không thể qua được. Tôi xin hỏi ông Diệp Thế Lân và ông Nguyễn Tâm, hai ông đều là luật sư cả và lại là nghị viên cả, thì tôi hỏi các ông làm cái gì? Là mình chúng ta sẽ làm cái gì và sẽ làm cái gì là chúng tôi cùng nghị viên Nguyễn Tâm có mặt hiện nay để cùng đồng bào quyết định cái việc đó. Không xin nhục mà nó là cái tát vào tay, tát tay vào mặt chúng ta đấy. Chúng ta phải ngắt nhận cái thời ở Thượng viện và chúng tôi cảm ơn Thượng nghị sĩ Văn Văn Nguyễn. Những cái gì quý pháp có thể cho phép là chúng ta sẽ đóng bố một tay để làm sao mà có thể hạ cái dự luật này. Xin cảm ơn quý vị. Vâng. Tôi không tin chắc rằng hai ông dân biểu tiểu bang của chúng ta không biết đó là ông Ken Chung Chu và ông Ashkara. Hai người này là hai người đại diện cho đơn vị nhiều người Việt tị nạn cộng sản nhất tại Bắc California. Chúng tôi sẽ lấy cái ý kiến của quý vị và chúng tôi sẽ đưa lên cho hai vị dân biểu đó, thì chính những đương sự sẽ trả lời cho quý vị chính xác hơn. Và thưa quý vị, quý vị có đồng ý kiến như vậy không? Cái dự luật AB22 nó là một cái bất ngờ đối với cộng đồng chúng ta. Có hai ông dân biểu của chúng ta thì họ để phiếu trống, thì không biết là họ không có mặt hay là họ có mặt và họ bỏ phiếu trống. Nếu bầu cử vừa rồi cô được thắng ở cái chức dân biểu của cái tiểu bang California thì cái sự việc này nó có xảy ra không? Dạ thưa cô. Madison không được may mắn đắc cử, nhưng mà nếu mà đắc cử thì sẽ không bao giờ để cái chuyện này nó xảy ra và sẽ không bao giờ mà ủng hộ cho một cái dự luật gọi là AB22. Đó là một cái cũng như là một cái tát tay trong tất cả những người tị nạn cộng sản, đặc biệt là những người tị nạn cộng sản ở San Jose cũng như là vùng Orange County. Đây là một cái vấn đề của một cái dân biểu người Phi đưa ra để mà thay đổi cái luật của tiểu bang Cali. Mà mình là người Việt Nam, là những người đã từng biết về cái kinh nghiệm, từng trải qua những kinh nghiệm với cộng sản, thì chúng ta biết rằng là khi một ai đó tham gia vào một cái đảng cộng sản thì cái quan điểm của họ như thế nào rồi và họ đồng ý làm những cái hành động gì, và cái chủ nghĩa cộng sản nó đi ngược lại hoàn toàn với cái chủ nghĩa tự do dân chủ của xứ Mỹ này. Cho nên đối với tôi là tôi không có chấp nhận cái ý kiến của cái ông Bonta này. Chúng ta càng phải nhanh chóng vận động đồng hương dân biểu, các hội đoàn, các đơn vị, mọi người một tay xin hỗ trợ tiếp trợ với thượng nghị. Ví dụ như bên phía ngô tô văn hoàng được có trên bài đó, lực lượng quý vị cũng sẽ là một cánh tay để giúp đỡ cái này. Lực lượng khác, các hội đoàn khác, các cái đơn vị khác cũng là một cánh tay, thì chắc chắn cái việc mà chúng ta vận động sẽ phải nhanh. Và chắc chắn cái bước nữa là làm thế nào để chúng ta vận động đồng hương đi cho thật đông trong cái ngày mà tổ chức buổi điều trần của ủy ban đó. Thưa quý vị, đó là cái lý do tại sao chúng ta thứ nhất là đừng bao giờ yên tâm lơ là. Vì cộng sản nó sẽ đánh tới tận nơi, nó đánh tới tận cái lãnh đạo của Cali là cái điều không chấp nhận được. Điều thứ hai nữa là nó nói lên cái lá phiếu quan trọng, là quý vị biết là những cái lá phiếu mỗi người phiếu chúng ta quyết định thay đổi một người nghị viên, một người dân biểu vân vân, chúng ta sẽ yêu cầu, sẽ có quyền bỏ phiếu, bây giờ yêu cầu nhưng nó phải trả lời cho chúng ta. Vì thế trong những buổi bầu cử tới đây,
chúng ta đi bầu tư thiệt đông, ghi danh thiệt đông và yêu cầu cái người đại diện tranh cử đó phải thực sự phải nghe lời lái phiếu chúng ta. Đó là cái thông điệp quan trọng nhất. Thật là một điều rất là mừng, có thể nói mừng mà muốn khóc, tại vì cộng đồng chúng tôi nó có những cái bất đồng nhưng mà không có bất hòa. Chúng tôi coi nhiệm vụ của cộng đồng lên trên tất cả mọi việc và chúng ta phải đánh bại cái dự luật AB22 này. Chúng tôi rất lấy làm vui mừng, bỏ hết tất cả mọi gì biệt và hôm nay tất cả mọi khuynh hướng đều đã đến đây để sinh hoạt, để đồng nhau cùng nhau tìm ra một cái phương án để mà chặn đứng cái dự luật AB22 này. Nên cái điều rất là quan trọng là chúng ta tiếp tục ký thỉnh nguyện thư và vận động đồng hương ký thỉnh nguyện thư. Chúng tôi xin đề nghị với quý vị là chúng ta vào và rất là dày dà, chúng ta có thể đánh vào 4 chữ tiếng nói cộng đồng không có dấu .com, tiếng nói cộng đồng .com thì chúng ta sẽ ra một logo của thượng nghị sĩ Giang Nguyện và chúng ta sign petition ký nguyện thư vào đó. Thưa quý vị, hôm nay là một ngày tuyệt vời với cộng đồng người Việt tại miền Bắc của tiểu bang California. Có tham dự cuộc họp ngày hôm nay mới thấy được tấm lòng của người Việt tị nạn tại thành phố San Jose. Họ đã dẹp bỏ hết mọi dị biệt chống đối nhau từ bấy lâu nay, tưởng chừng không thể hàn gắn được. Mà ngày hôm nay họ cùng đi đến ngồi lại bên nhau để ký thỉnh nguyện thư, bàn thảo những kế hoạch để cùng nhau hợp lực cùng thượng nghị sĩ Janet Nguyễn để ngăn chặn dự luật này trước khi dự luật được chuyển qua Thượng viện. Theo ý kiến của những người tham dự cuộc họp ngày hôm nay, dự luật này là một đòn rất hiểm độc, đâm vào tim những người dân tị nạn Cộng sản Việt Nam và là một lời nguyền rủa vào anh linh của 58.000 tử sĩ Hoa Kỳ đã tận tình chiến đấu cho chính nghĩa của miền Nam Việt Nam và là một hành động nhục mạ cựu chiến binh Hoa Kỳ đã từng tham chiến tại Việt Nam trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Vũ Nhân, tường trình cho đài truyền hình SBTN từ miền Bắc của tiểu bang California.